Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết biển ngày 25 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, lưỡi áp cao lạnh lục địa bao trùm khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng Biển Đông gây ra trường gió đông bắc mạnh trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động. Hiện nay trên khu vực phía đông nam của quần đảo Philippines, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Gugong. Hướng di chuyển của bão trong thời gian tới là theo phía tây tây bắc đi vào khu vực Biển Đông. Phạm vi ảnh hưởng là từ vùng biển giữa và nam Biển Đông. Đêm nay và ngày mai, khu vực vùng biển phía bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu sau được tăng cường yếu trở lại. Từ ngày 27 tháng 12, áp cao lạnh lục địa sẽ di chuyển dần ra phía đông. Riêng ngày 26 và ngày 27 thì các khu vực trên còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió tây trên cao. Khoảng từ trưa chiều ngày 29 thì các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh phía Bắc đã bước sang chu kỳ suy yếu, do vậy trên toàn khu vực Biển Đông sóng gió đều giảm. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ trời nhiều mây, rạng mây màn và có mưa vài nơi, sau tên lên mức rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển ổn định và thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Tuy nhiên thì tiết trời vẫn còn khá lạnh nên hiệu quả đánh bắt vẫn chưa cao. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, chủ yếu là dạng mây màn hoạt động nên trời có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, tàu thuyền có thể hoạt động đánh bắt trở lại. Trong thời gian này, nghề lưới kéo đáy sẽ cho sản lượng khai thác cao ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Xuôi xuống vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, tại đây trời giảm mưa, hôm nay và ngày mai có mưa vài nơi, trời nắng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Trong thời gian này, tàu thuyền hoạt động đặt và đánh bắt ở một số ngành nghề khai thác như lưới vây có thể khai thác cá ngừ, cá nục, lưới cản có thể khai thác cá ngừ vằn, cá cờ, cá rũa và lưới quét có thể khai thác các loại cá đáy hay mực nang. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, dạng mây màn hoạt động gây mưa cho vài nơi tại khu vực biển Bình Định và Ninh Thuận, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, biển bình thường. Tuy nhiên thì trên khu vực đảo Phú Quý vẫn còn xuất hiện những đợt sóng cao gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, trong chiều và đêm nay, trên khu vực biển Bình Thuận, Cà Mau còn duy trì sóng gió đông bắc với cường độ mạnh. Sang ngày mai thì sóng gió mới giảm dần, mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Tại vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu, trời có nắng nhiều, tuy nhiên cũng còn mưa rào và dông ở vài nơi. Sau đó mưa có khả năng mở rộng hơn, nhưng tầm nhìn xa vẫn ở mức trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 và tàu thuyền có thể hoạt động và đánh bắt bình thường. Trên vùng biển Vịnh Thái Lan, trời thời tiết chuyển xấu, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa với gió đông bắc cấp 4. Tàu thuyền khai thác và đánh bắt cần chú ý, hạn chế di chuyển vào chiều tối vì mưa dông gây ảnh hưởng xấu. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trời duy trì mây màn, ngày hôm nay thời tiết khá tạnh ráo và không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Xu hướng trong chu kỳ 1 đến 2 ngày tới, sóng gió trên vùng biển này tiếp tục giảm và trời vẫn còn lạnh. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết tương đối ổn định, chủ yếu là dạng mây màn, trời nắng nhiều hơn và không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Chu kỳ trong 1 đến 2 ngày tới, sóng gió trên biển bắt đầu suy yếu, tuy nhiên thì thời gian giảm gió, giảm sóng không dài, do vậy mà tàu thuyền hoạt động vẫn chưa thật thuận lợi. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, ngày hôm nay khu vực Nam Biển Đông thời tiết tương đối ổn định, có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, thuận lợi cho việc di chuyển hoạt động của tàu thuyền. Tuy nhiên, trong chu kỳ 2 ngày tới, vùng hoàn lưu của bão Gugong hoạt động mạnh hơn và di chuyển vào khu vực Nam Biển Đông nên sẽ xuất hiện thời gian sóng gió mạnh biển động và không thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển. Hướng di chuyển và hoạt động của bão Gugong sẽ được chúng tôi thông tin thật chi tiết vào ngày mai. Bà con ngư dân cần lưu ý đón xem để có kế hoạch hoạt động thật an toàn và hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!